Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cũng video hôm nay, Thanh Phú cũng chia sẻ một vài tác phẩm cây bonsai cũng hàng khai thác quý vị. Trong đó cũng có hải châu. Một số cây cũng là ra hoa ra trái rồi quý vị. Rồi trước tiên thì Thanh Phú lướt qua một vài tác phẩm cây găng dòng găng vàng quý vị. Găng lá nhỏ. Quý vị cùng anh chị em mình có nhã ý cứ chụp lại màn hình. Và một số cây được báo giá. Quý vị cùng anh chị em mình cùng theo dõi hết clip. Đấy, nếu anh chị em mình có thích dòng găng thì cứ chụp lại màn hình quý vị. Lúc đó thì Thanh Phú sẽ chia sẻ kích thước cũng như về giá ha. Đấy, những cây găng già. Đấy, những tác phẩm găng rất là già. Trong đó thì có những cái kích thước cũng như xây tầm 2 người B cho đến 3 4 người B. Đấy, những cây găng già đó quý vị. Cũng khá là cổ và đẹp dáng. Thì mỗi cây nó có mỗi cái dáng khác nhau quý vị. Nếu anh chị em mình có nhã ý thì hãy chụp lại màn hình. Đấy, có những dáng khác nhau. Và những tác phẩm găng này cũng rất là già rồi. Đấy, xây kích thì 2 người B, 3 4 người B. Có những cây nó to là khoảng 4 người B. Đây, như xây này tầm 4 người B á. Rất là to. Đấy, anh chị em mình có nhã ý thì cứ chụp lại màn hình. Đây, như xây này 2 người B nặng. Rất là già. Ở đây có 1 người B nè. Đấy, cũng khá là đẹp mắt. Và có một số tác phẩm được báo giá để chia sẻ cùng anh chị em. Nếu anh chị em mình có nhã ý thì trên đó có báo giá quý vị. Đây, một số như Trắc Mini, Hải Châu, Si. Có một tác phẩm me cũng khá là chuẩn, hàng xe lớn. Kích cũng tầm... nếu mà nói 4 người thì phải khỏe à. Chứ còn rất là nặng. Và xây to. Đây thì chia sẻ cùng anh chị em một số hàng mini bưng bê Trắc và Hải Châu. Hãy coi Trắc này dễ thương à. Đang đổ hoa luôn ạ. Đây hoa này. Cái này chơi bỏ bàn cũng vui vui mắt. Đây hoa nó cũng rất là nhiều. Đặc biệt cái thân ha, chị em để ý thân này, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà hoa rất là nhiều, bỏ bàn. Cái này kích thước chiều cao thì khoảng tầm 28 thôi, cao khoảng 28. Đây thân nè, chị em xem thân, thấy một cây con mà, rất hoa, hoa đẹp. Vì cây này thì giá 2 triệu. 2 triệu là không bao kiện ship. Anh chị em lưu ý. Không bao kiện ship, giá 2 triệu.
đây hoa này, đấy buông hoa là đi luôn cái chậu, cây và chậu giá 2 triệu không bao kiện ship. Đấy, rất là dễ thương ha. Anh chị em mình bỏ bàn. Đấy, chắc mini. Đây là hải châu. Cây này cũng 2 triệu. Không bao kiện ship. Hải châu mini. Cây này cốt chậu tại do nó nuôi lâu rồi nó chìm rồi nè. Đấy, thân cốt. Cây này có một cái cành cành lùa không, cành lùa đi rất là khéo xây dựng, tại vì nó đang ra mầm non rất là nhiều nên mình cũng không có cắt cái gì. Đây tỷ lệ chiều cao thì khoảng tầm 18, còn cái tàn phóng bay đây là khoảng từ 25 25. Thân à, thân rất là to rồi. Cái này giá 2 triệu không bao kiện ship. Nó thân nó cũng khéo. Hải châu hàng mini bỏ bàn. Tức là cây và chậu. Đấy, anh chị em mình sở hữu thì luôn cái chậu. Đây này 2 triệu không bao kiện ship. Cái lọc non, những cái đầu lọc này là sắp tới nó sẽ ra hoa. Ra hoa đậu trái. Đấy, cây này cũng 2 triệu. Rồi một cây chắc, chắc này cũng 2 triệu quý vị. Cũng một cây con. Con chắc mini. Anh bè này để tưới nước. Khi chơi anh em tháo ra là anh bè tưới nước. Đây cây này 2 triệu. Cây này cũng gần rớt hoa rồi. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây cốt nè. Nó cũng khá là khéo á. Tỷ lệ chiều cao tầm 19. Tán này cũng tầm 25. Cốt này cốt xuyên. Cốt xuyên mà dưới này có tử nè. Mũi trắc mini 2 triệu không bao kiện ship. Đấy luôn cái chậu. Đấy anh chị em mình có nhà ý thì nên lưu ý những cái giá báo. Ở đây hải châu, hải châu lụa. Cây này cũng 2 triệu không bao kiện ship. Cây này có phần bên trước là lũa nè, mà đế nó to. Cây này cao khoảng 10 cm. Đấy 10 cm. Cây này 2 triệu. Đó các cái mầm mạch. Hàng bỏ bàn mini. Chậu thì cũng khá là tương đối rồi nè. Đây vào chậu rồi. Đấy cũng đắp riêu. Đó mầm tược. Đấy cây này 2 triệu. Cũng không bao kiện ship. Anh chị em lưu ý. Tỷ lệ chiều cao khoảng 10 cm. Đấy có khi không tới 10 cm nữa. Trước có cái lũa. Nếu muốn đẹp thì về mình mài cái lũa ra. Đấy lũa hải châu rồi nó cũng chắc lắm. Sáng đẹp. Tiếp tục. Đây là cũng là hải châu. Cây này có cái thân nè. Thân này là thân lũa bên trên. Cái khoanh. Cái khoanh này cao chắc 10 cm đó. Mà khoanh to nè. Lũa. Còn dưới đây là mạch mạch của cây này. Nó sống khỏe. Cây này là giá 3 triệu. Cây này cũng nghệ thuật quá. Hàng bỏ bàn mini 3 triệu. Đấy cũng xây được cái tán định hình nè. Lũa hải châu thì rất là chắc. Rất là to nha. Khéo có cái gọng này ha. Chắc khỏe rồi. Đấy anh chị em xem để ý. Cây này nghệ thuật bỏ bàn. Cây này giá 3 triệu. Cũng không bao kiện ship nha quý vị. Đấy, mầm tược nè, xum xuê. Cũng đánh dây vô định hình. Đó, mini nhưng mà cũng đẹp. Rồi cây phía sau. Cây phía sau này là cái chậu này cũng hơi to.
là chậu nuôi. Cây này được cái là cái cốt à, cốt nó bự, cốt lớn, già lắm. Cây này là cũng 3 triệu, không bao kiện ship. Cốt quá to, anh chị em để ý. Tỷ lệ chiều cao cây này thì tầm khoảng 16 thôi, 67 gì đó. 67, tán này khoảng 30. Đúng rồi, khoảng 16 thôi, chiều cao. Quả này to nè, quả này hai mấy luôn á. Chậu nuôi, chậu này tới chậu 29 lần, 28, 29 là chậu. Đường kính. Đấy, cây này 3 triệu, cũng không bao kiện ship. Cây này cũng 3 triệu. Đấy quý vị. Rồi tiếp tục, cái cây này nó hay hơn nên giá nó hơi cao hơn. Kiểu cốt hình thú. Này nó có lũa. Đây lũa, ở sau này nó có tử, tử đuôi nè. Nhưng mà đặc biệt cây này già, nuôi lâu. Đấy cái phần cắt này, cắt nuôi nè. Anh chị em để ý không? Phần cắt nuôi to không? Chằn tay rụt rịch đó. Đó, tỷ lệ chiều cao. Cây này cao đâu đó tầm 29. 29 tán này khoảng 40. Tán 40. Hoành này cũng hai mấy nè. Đấy, cây này là 4,2 triệu. Đây nè, rễ đế nè. Nó đặt rễ dưới này luôn ạ, đặt đế. Đây. Cây này là cốt hình thú. Đấy, dàn tay to hết rồi. Đấy. Form cũng hay nè. Đấy nên giá 4,2 triệu, không bao kiện ship. Anh chị em lưu ý. Đây, hoành này to. Đây, mặt sau này ha, mặt sau nó liền. Chỉ có phần lũa về mặt này thôi. Lũa mặt này. Đây dần chân. Cái vách ha. Vách này khoảng 20 nè. Nhưng mà dưới này là nó không phải là nó trống mà nó dạng như có. Đây nè. Rễ dưới này nó dày đặc. Nó lực lực cây. Dày hết rồi. Cụ cứng. Đấy, anh chị em bà để ý là thành phố báo giá, tức là không bao kiện ship. Tất nhiên là cây và chậu, chậu phải đi theo. Đấy, chậu cũng chỉnh chu. Cái này giá 4,2 triệu, không bao kiện ship. Cây hải châu hàng mini, cũng khá là đẹp. Đây, tiếp tục cái cụm rừng này. Chia sẻ anh chị em cụm rừng. Cụm rừng này hai người bê. Đây, một cụm rừng hai người bê ha. Chín thân. Đây, chín thân rồi quý vị. Bắt đầu cây cho hoa rồi. Đây, rất hoa. Đây, chỗ bông á. Rồi hoa rồi đó. Sắp tới là trên này nữa nè. Đây nè. Đó, những cái đầu non đấy là nó sẽ xì bông. Cây này gồm chín thân. Một bệ liền. Đây, một bệ to. Nếu mà chiều cao thì 79, tán là 89. Còn đo cái hoành eo nơi đây nè. Eo nơi đây là 65. Tức là nơi cái cổ thân giao nhau vữa cái giữa đế và thân á, 65. Gồm 9 thân. Cái này xả nhôm kẽm cũng lâu rồi. Đó, cắt ra mảng miếng rồi. Nãy dàn dâm thì nó còn hơi thưa xíu, nhưng mà cũng ra phôm. Nếu anh chị em mình mà sắp xếp một cái nơi nào đó thích hợp, như tác phẩm Hải Châu này để thì cũng khá là tranh. Vì nó cụm rừng mà nó không phải là tròn cụm mà nó kiểu vách á. Nó vách đây. Mặt vách. Chín thân. Có nhỏ có lớn. Đấy, có một thân chủ to. Thân chủ đi lên đây. Đấy, chính thân cụm rừng Hải Châu. Cao là 79, tán 79. Hoành eo là 65. Cây này giá là 9,5 triệu. Đấy, cũng không bao kiện ship. Anh chị em lưu ý. 9,5 triệu.
Cái này nuôi cũng khá lâu rồi. Khi về cắt phôi đó, cắt con lại cho ra phơm, bắt đầu nuôi, nuôi tay, nuôi cành. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì nó cũng còn tay không. Đấy, liên cốt một bệ 9,5 triệu, không bao kiện xếp. À, cây chậu theo cây. Đấy, anh chị em lưu ý. À, tiếp tục. Cây này Thanh Phú cũng quên tên rồi. Cũng hàng, hàng rừng núi nữa. Hoa là hoa trắng. Hoa trắng rất là thơm. Mini thôi. Cái này 300 ngàn. Cũng không bao kiện xếp. Nhỏ nhỏ bỏ bàn thôi. Cái này hoa nó màu trắng á quý vị. Cũng quên cái tên. Vì cây rừng núi này. Anh chị em xem lá này. Nó giống như lá mai á. Nhìn nó cũng khéo khi bỏ bàn. Đấy, chăm tốt là ra hoa. Hoa thơm. Tỷ lệ chiều cao thì tầm khoảng 25 thôi. 25. Đấy quý vị. 300 ngàn. Đây, cốt. Nằm cái chậu này cũng hay nữa nè. Màu trắng. Đó, nhìn cũng vui vui mắt. Chậu này chậu 14 á, kích thước 14. Rồi, 300 ngàn. Cây, một cây gọi là cây quên tên đi ha. Anh chị em có xem clip thì có nhận ra được cái cây này thì biết cái tên này. Lá nó cũng dày dày nè. Khi những cái đầu lọc để ra bông nè. Mà bông nó rất là thơm. Đấy, nó cũng khéo khéo. Rồi tiếp tục chia sẻ anh chị em, đây là si. Một cây si. Cái si này đang vào cái chậu chậu vuông 22. Không, tỷ lệ chiều cao thì chắc tầm khoảng 16 thôi. Từ chậu 16. Đấy. Còn nếu tán thì tán tầm 45. Khoảng 45. Còn về cái cục thân này thì nó kín một cái chậu, kín chậu rồi nè. Nhưng mà trong này nó có viên đá. Đấy, nó ngầm viên đá bên trong nè. À, nuôi tay ha. Nuôi tay thì nó như thế này nè. Cũng vừa định hình lại. Đấy, một cái si này cũng nặng nha. Đây, to nặng á. Phía bên này ha, phía bên này nó liền hết nha. Nó chỉ có cái đầu trên này thôi nè. Đây, cái này nó cũng co sẹo, bo sẹo nè. Ở đây là viên đá nè, chứ không phải là sẹo. Nó ngầm viên đá. Nó vót ha, nó vót ra đây. Đấy, còn đầu cắt ngoài này. Đây, được xử lý nó cũng bo sẹo nè. Dòng si thì anh chị em biết nó bo sẹo ha. Đây, viên đá nó chạy dài từ trên này nè. Nó chạy dài xuống đây. Cắn tới miệng chậu á. Kín cái chậu rồi. Đây, vòng viên đá qua đây. Đấy, một cục si này phải nói là, nếu mà nói về hàng mini á, nhưng mà này nè, khéo nè. Anh chị em xem để ý ngay cái sẹo nó, mà nó có cọng rễ nè, dẫn xuống nè. Thì tức là nó nhanh. Nó nhanh đẩy sẹo. Nó gom lại rất là nhanh. Đấy, còn bó xíu thôi nè. Vì cọng rễ này nó đẩy rất là lực. Thì sắp tới thì cái này nó bo lại hết. Thì nó lộ ra. Đây là nó cắn đá nè, chứ không phải là sẹo. Viên đá này nó dọc xuống dưới này. Đây, nó ôm hết chặt vô đây. Về tỷ lệ thì Thanh Phú cũng phỏng phỏng thôi ha. Này, chỗ này cũng có một cái sẹo, nó cũng đang co bo lại nè. Đấy, xây dần tán. Chỉnh chu cái chậu rồi. Xây kích bưng bê. Nhưng mà rất là nặng bởi do cái viên đá nằm trong nữa nè. Cây này thì 6 triệu. 6 triệu không bao kiện xếp. Anh chị em lưu ý. Để Thanh Phú xây vào đây. Xây qua đây anh chị em xem luôn mặt bên đây nữa. Thấy vậy chứ mà rất là nặng nha. Đấy, một cái viên đá. Đây, mặt bên này. Đây, viên đá nằm dưới nè.
nó cắn vô rất là lâu rồi đó, mạch lạc là rất là khỏe. Đấy, cục xi này cũng rất là dễ thương. Đấy, để con cục xây qua mình này. Rồi, anh chị em mình lưu ý, cục xi này là 6 triệu, không bao kiện ship, to hơn. Đây, cái tay thành phố để không hết á, cũng khéo á, cắn đá nữa. Để tổng chiều cao luôn từ cái chậu lên, từ hết tổng luôn cái chậu, rồi khoảng 35 thôi, khoảng 35 chiều cao. Cũng khá là tương đối rồi. Rồi, Thanh Phú nhắc lại, cái C mini này là bám đá nè, 6 triệu, không bao kiện ship, tay lực to rồi nuôi nè. Đấy, đang định hình thêm lại chứ cũng xả kẽm rồi định hình lại. Đấy, mình dẫn ra form rồi, 6 triệu, không bao kiện ship, anh chị em lưu ý. Rồi, nơi đây có một cây văn nhân, Hải Châu, mà kiểu nó hai thân quý vị. Đây nó hai thân. Tỷ lệ chiều cao á, chiều cao cây này là nó tới 1m1 rồi. Chiều cao 1m1, sổ tán nó là 80. Còn thân nè, thân đây là 25. Cái đoạn này 25 chứ còn trên này nó to hơn. Cái kiểu như chỗ này gieo nhau giữa một một cốt và hai thân á, chỗ này nó to hơn. Còn dưới này thì nó eo lại. Dưới này là có mặt đế. Đấy, đế nó cũng kín chậu. Đấy, kia đế nó kín chậu nha, trải đều. Mà nó hai thân, hai thân đây. Lên tới đoạn này bắt đầu nó lắc này, nó lắc nó dẹp thân đi lên. Đây dần tay nuôi không? Nó chận cốt rồi nuôi mà nó to lên tầm này rồi nè. Cây này nó cũng dày râm, nó ra phơm rồi. Đặc biệt là hoa nè, hoa trái. Cây này đã đậu trái rồi. Đây, một số trái nó đậu rồi nè. Hình như kín cả cây luôn rồi đó. Đây, hoa nè. Hoa trái. Đây, đậu trái đó nè. Nói chung là cái tác phẩm Hải Châu này là đậu trái rồi đó. Trái rất là nhiều rồi. Đấy, tích ở trên trên luôn nè. Cao 1m1. Còn mình đo sổ cái tán rớt này là 80. Thân nữa là 25. Đấy. Cây này giá là 6 triệu rưỡi, cũng không bao kiện ship. Một cái tông cao mà như thế này thì để Thanh Phú đo ở chậu bao nhiêu. Chậu này là chậu 31 ha, 32 ha. Thôi 31 đi. Chậu này kích thước 31, 31 vuông. Đấy, thì một cái tâm cao như vậy thì anh chị em mình dễ trang trí, dễ trưng bày những cái nơi mà thích hợp, nó cũng không chiếm thời gian không gian đâu quý vị, không chiếm không gian. Đấy, tỷ lệ chiều cao, cao 1m1, rất tán 80. Đấy, Thành Phố lùi xa cho anh chị em mình để ý xem tổng tán ha. Hai thân một cốt, giá 6 triệu rưỡi, không bao kiện ship. Đây, mặt đế có những cái mạch tử dưới lên nữa nè. Cây này cũng khá lực á. Rồi, 6 triệu rưỡi, không bao kiện ship. Một cây Hải Châu này phun trái rồi, trái rất là nhiều rồi đó. À, tiếp tục chia sẻ anh em một và tác phẩm me. Tác phẩm me này hàng siêu to ha. Đấy, thì cái này cũng không có bưng bê được quý vị. Đặt vào vị trí này thì mình chỉ chia sẻ thôi chứ còn cũng khó bưng bê. Đây, một cây me siêu già, hàng cực già đó. Đây, dạng bệ nè. Anh chị em thấy cái nọng không? Kích thước cái nọng này 60 nè. Một cái nọng 60 thì chất trồng phủ phê rồi ha. Đó, cây me rất là lực. Đế này là 1m nè. Đế 1m. Ở nơi đây nó có cái củ thân. Cái củ thân này là 55.
Đây củ thân này 55. Còn nếu mà tính chiều cao từ cái mặt chậu mà đi lên trên á, chiều cao mặt chậu lên trên là 68. 68 kích thước chiều cao từ mặt chậu lên trên 68. Còn nếu mà tổng luôn tán á, từ trước ra sau là 1m50, tức là 1m50 quý vị. Đây full tán 1m50. Đấy, những cây me già thì phía trước này á, là có kè lại cái cành này, kè lại quý vị. Thì đấy là một cái ý tưởng nào đó của anh em, thì khi mà sở hữu á, cũng có thể về mình cần chỉnh lại nha. Còn hiện tại đây là cũng có kè lại đây mặt phía bên này. Có thể là theo như cái hướng này thì cũng là mặt chính, mà mặt kia cũng là mặt chính quý vị. Mà thật sự theo ý tùy ý anh em mình cảm nhận, tại vì cái phần này nó đều nhau này đó. Cái cũ này 55, một cây me phải nói là quá già, cực già rồi. Và trước kia thì cái cành này nè, thật sự cái cành này á, nó đi quýnh qua đây là kiểu như nó ôm chậu á quý vị, kiểu như cành này nó quýnh qua nó ôm chậu. Nhưng mà giờ mình khai phá ra là mình không cho nó ôm chậu đấy, nó không cho nó ôm chậu, nó ra một cái form như thế này. Đây, anh chị em mình xem ha, thấy ra một cái form như thế này, tức là cho nó duỗi ra phía trước một xíu chứ không cho nó ôm chậu. Ngày xưa nó lắc nó ôm chậu, mình thấy nó cũng chưa có phù hợp với cái dáng của nó, nên đó là mình quyết định kè nó ra. Đây cái củ nạc ha, to. Cái củ này 55, đế 1 mét, cao từ chậu là 68, tổng tán là 1m50. Một cái chậu này là 60 kích thước phủ bì. Đây một cái nọng thôi, nó là to ha, to chất trồng một cái đồng. Đấy thì vừa qua Thanh Phú đã chia sẻ cái tác phẩm me này để anh chị em xem những cái cành này này. Đây lấy một cái cành hồi ha, to ha, cán râm. Để cân chỉnh lại cái bộ tán thôi, xây dựng cân chỉnh bộ tán nó là được rồi, tại vì dàn tay nó đã có hết rồi này, thì dàn râm nó cũng tương đối thôi. Có chỗ nào vên thì mình kè lại đấy, trên cái chủ trên đó. Còn những điểm nào mà nó chuẩn rồi thôi, đây cũng như những cái dàn tán dàn ngón đó đã to rồi. Cái này già lắm, già mà tróc da me á ha. Đấy đế thì thôi quá đẹp rồi, tổng đế 1 mét mà. Đây thì vừa qua Thanh Phú đã chia sẻ cái tác phẩm me này, cũng hàng siêu già, về kích thước thông số của cây. Nếu anh chị em mình có nhà ý thì cứ liên hệ. Đấy, giá này thì chắc cũng thời điểm hiện tại thì cũng chia sẻ lại anh em, vừa chăm vừa chơi vừa nuôi thêm chút xíu nữa thôi. Chứ thật sự cây này mà nó chuẩn cây rồi thì giá nó lại cao. Rồi, anh em lưu ý ha. Đây, một cái cành chủ lắc đi lên. Già thì anh chị em mình yên tâm rồi, không lo về độ già. Duỗi thêm cái tán này ra xíu nữa thôi. Ok, tán nó tổng tán nó tới 1m50 rồi. Thật sự phải nói là cái xây kích này là 4 người bê không nổi đâu, cho chậu này nó to mà, chậu 60 mà nó nở bầu nữa. Rồi vừa qua thì Thanh Phú chia sẻ cũng một vài tác phẩm bonsai, anh chị em mình có nhã ý thì cứ liên hệ. Rồi cảm ơn anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết video. Hẹn lại quý vị cùng toàn thể anh chị em những tập tiếp theo. Thanh Phú xin chào.